Hoàng gia Nhật Bản cho biết lễ đính hôn và kết hôn của công chúa Mako, cháu gái lớn nhất của Nhật Hoàng Akihito sẽ được hoãn cho đến năm 2020 do thiếu sự chuẩn bị. Công chúa cho hay cô muốn hoãn đám cưới và các sự kiện liên quan đến năm 2020 sau khi một loạt lễ nghi quan trọng với hoàng tộc kết thúc suôn sẻ. Cô dường như muốn đề cập đến lễ thoái vị của Nhật Hoàng Akihito dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 và ngay sau đó là lễ đăng cơ của Thái tử Naruhito.